Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và hôm nay thì thời tiết Hà Nội khá là mát mẻ và tôi đã quyết định là ra ngoài quay một số những cái tip để hướng dẫn các bạn tận dụng chiếc gimbal điện thoại của mình làm sao để cho ra những cái thước phim thật là chuyên nghiệp cũng như là cinematic nhất. Nào, chúng ta cùng đi thôi. À quên, và người bạn đồng hành của chúng ta ngày hôm nay đó là chiếc Osmo Mobile 3. Đi thôi ạ. Và cái chip đầu tiên hôm nay thường dẫn đến các bạn đó là tracking vật thể, hay còn gọi là tracking shot. Thì cái chip này tuy là vô cùng đơn giản thôi nhưng mà nó được sử dụng cho nhiếp ảnh rất là nhiều. Vậy chúng ta hãy cùng thử nhá. Ok, và cái shot này thì nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ bám theo vật thể. Ở đây thì tôi có một bạn diễn viên mới mượn được ở trên hồ đây rồi. Và bây giờ tôi sẽ nhờ bạn ấy diễn một chút để chúng ta hãy cùng quay nhá. Nào, đi thôi. Ok, và cái chip tiếp theo của chúng ta sẽ là low angle, tức là chúng ta sẽ để camera ở góc thấp và di chuyển xung quanh vật thể, tạo lên hiệu ứng mắt chuột. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi thực hiện chip này nào. Ok, và đầu tiên để thực hiện cái chip này thì chúng ta sẽ để camera xuống góc thấp. Đó. Căn cho khung hình làm sao cho vừa nhất có thể. Ok. Và chúng ta đi thôi. Đó, bám theo vật thể. Và tiếp theo thì sẽ là một cái chip vô cùng là hay chúng ta mà rất là dễ dàng có thể thực hiện được với chiếc Osmo Mobile 3 này. Đó là chế độ Hyperlapse. Và chúng ta có thể dễ dàng thực hiện ngay trên chiếc Osmo Mobile 3 này mà chúng ta không cần thêm máy tính để có thể hậu kỳ nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn đây. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển đến cái chế độ có tên là Hyperlapse ở đây. Đó. Thì để có một số hình Hyperlapse thì tôi sẽ chọn cái cây này để lấy cái vị trí mà nó sẽ focus. Đó. Sau đó thì chúng ta chỉ cần ấn quay thôi và di chuyển. Ok, vậy là xong. Chỉ với khoảng độ hơn 1 phút thôi và tôi đã tạo xong một thước phim Hyperlapse và chúng ta hãy cùng xem thử nào. Và cái chip cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là tôi sẽ dẫn các bạn một số những cái cách chuyển cảnh làm sao để cho các cái thước phim của chúng ta được chuyển cảnh một cách tự nhiên nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Và với cách chuyển cảnh đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi theo nhân vật này. Đó, đi nào. Sau đó thì chúng ta lại chọn lên một cái cây. Ok, đưa nó vào, cắt. Sau khi mà chúng ta đã quay được cái shot đầu tiên rồi, chúng ta chuyển sang shot thứ hai thì tôi sẽ chọn một cái góc quay khác. Chuẩn bị này. Đi. Đó. Ok. Ok, và sau khi mà chúng ta đã có được hai cái shot hình vừa rồi thì về chúng ta sẽ cắt ở hai cái đoạn chúng ta muốn chuyển cảnh, sau đó thì ghép lại với nhau và chúng ta sẽ được một cái cảnh chuyển cảnh như thế này.
Và với cái cách chuyển cảnh vừa rồi thì tôi có một cái lưu ý cho các bạn, đó là giữa shot thứ nhất và shot thứ hai chúng ta nên di chuyển cùng hướng với nhân vật để chúng ta có một cái đoạn chuyển cảnh làm sao cho nó tự nhiên nhất, cũng như là để tránh bị sai giác co. Ok, và vừa xong là một số những cái tip để chúng ta có thể tận dụng trước khi bộ của chúng ta mỗi khi chúng ta đi du lịch hay là muốn làm những cái phim như chính mình. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để chúng mình có thể làm thêm video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.